结了你建房装修呀。的这样的有劲跟他们那边就走出来后快当着你看看听见什么的呀。年不会年不会年不会他期待年不会他期待接待的sao lại chia tay? Anh nhìn chồng của chị hàng xóm này xem, người ta có nhà, có xe, có tiền. Còn anh thì có cái gì? Anh có một cô vợ xinh đẹp, nó có không? Chia tay đi. Tối nay muốn ăn gì em nấu. Ủa, hai đứa còn ở nhà hả? À, tụi em đang đặt cơm nè, anh có muốn đặt không? Ừ, chán một phần nữa. Ok. À, em đi toilet cái nha. Ờ, con bé ngất xỉu rồi kìa. Ôi, trời ơi, em tỉnh lại đi. Ừ, gọi anh cả mô lên. Alo. Ờ, tôi vừa đặt hai phần cơm á, anh bỏ một phần lại vì có người ngất không ăn được nhá. Ờ, dạ, vâng, vâng. Alo, chờ hỏi ai vậy? Vợ mày đang ở trong tay tao. Trong 24 giờ, mày phải gom đủ 100 triệu đưa cho tao. Nếu không, là mày biết cái gì rồi đó. Anh yên tâm, tôi sẽ gom đủ 100 triệu cho anh. Nhưng anh chờ tôi thêm 2 ngày nữa được không? Chỉ 2 ngày thôi. Mày đừng có giở trò với tao. Tại sao phải chờ 2 ngày? Không không không, không phải đâu anh. Em không có giở trò gì đâu. Mà chỉ là em muốn được thanh tịnh thêm 2 ngày nữa thôi. Nani? Cái gì? Thôi 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 thôi, hai chúng ta tôi cho một chuột luôn. Nếu không tôi thả luôn. Mình chia tay đi. Lại chia tay nữa hả? Ok. Chắc anh sẽ nhớ em lắm. Quên anh đi và sống thật tốt nha. Làm sao có thể quên được anh khi mà đi ra đường lúc nào cũng nhìn thấy anh cơ chứ? Cái gì về em? Thùng rác. Thùng rác. Buông tay ra đi. Anh đã nói với em rồi, mình chấm dứt rồi. Em muốn làm gì nữa? Mình làm lại từ đầu đi anh. Không thể nào. Anh đã có bạn gái rồi. Em biết bạn gái của anh là Cherry mà. Cô ấy không tốt như anh nghĩ đâu. Anh không cho em nói xấu cô ấy. Còn nữa, lúc trước anh tốt với em như vậy, sao em lại chia tay anh? Là do Cherry xúi mà. Alo, anh có khỏe không? Tôi có bạn gái rồi, cô đừng tìm tôi nữa. Thực ra hôm nay em gọi điện cho anh chỉ muốn nói với anh rằng em vừa nhìn thấy một cặp đôi bị tai nạn xe. Nếu anh và cô ấy đi ra ngoài đường thì hãy cẩn thận nha, bởi vì em đã có bằng lái xe rồi đó. Thế giới thiệu bạn trai cho em nha. Không. Gì thôi. À, khoan khoan, có đẹp trai không? Không đẹp trai lắm, hơi mập. Mập cỡ nào? Lần trước đã ngồi chiếc Lamborghini không vừa, bây giờ phải mua thêm chiếc Bentley. Ai cho anh nói chồng em mập? Ê, Tay, lâu quá không gặp, giờ này có bạn trai chưa? Em có bạn trai rồi. Bạn trai em làm nghề gì? Bạn trai em không làm gì cả. Rồi, nó có nhà không? Không. Nó có giàu không? Không luôn. Vì sao em yêu nó? Vì nó sinh năm 2000. Wow! Em sắp 30 rồi đó Tây. Đang nói chuyện mình đi đâu đó? Thì em đi đón bạn trai em tan học á. Đi đón bạn trai em tan học á.